Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog Cuộc Sống Nhà Trọ. Hôm nay vợ chồng mình sẽ giới thiệu các bạn món cá viên chiên ngon lắm các bạn, đủ các loại luôn các bạn. Đây hai vợ chồng mình đây, bữa nay có món mới đây, đủ thứ. Đây có gì quên mất tiêu rồi, không biết. Có bò viên, ở đây có dưa leo, rồi có cam dưa nữa các bạn, cam dưa nữa các bạn, có con cua nữa nè, quỳnh ở ngoài quỳnh thánh. Giờ phải nhớ đủ thứ luôn. Rồi ăn mà các bạn ơi, chành gì vậy nè, nhiều quá à. Ăn con cua ấy hả, ăn cua 10.000 đấy hả, cua chiên hả, cái là gì đó, bột với làm đủ thứ rồi nhé. Bò viên, chả cá, đây á, ăn nè, lấy cái nóng rồi nó chưa ăn cắt này à, không, để còn dứt thêm mấy cái miếng này nữa, nè, ăn cái đấy đi. Ờ. Thì mình ra cho vợ cái đó. Dưa hay hấu, thử dưa leo. Có bọc. Anh bóc chỗ màu. Anh cho bé mấy cục. Đủ loại luôn. Ăn đồ chiên cùng vợ nè. Anh chịu em. Em quẹo quá vợ. Thôi mọi thật các bạn. Ờ được miếng. Thì ăn cháo cho chồng. Cay. Đây không dạ? Chua nó ngọt quá, món ngon. Ngon mà. Rồi chua nè, rồi tàm cái hành dưa. Hết rồi. Cái này chứ không phải rồi có không? Rồi mang có không? Rắc như gì ngon không? Ăn lắm dạ? Thôi vô nhận đi, trong ăn cho. Thôi em bán măng không? Thôi em muốn măng không? Không, dùng thẻo thôi nè, ăn dạ. Ăn cục dạ. Không mệt hỏi. Không muốn không măng. Trời ơi. Tí giờ dòng dẹo rồi, dòng dành hết, giờ dòng dành nó mới chưa, tròn luôn, giỡn cái kia, cái mặt như vậy giỡn cái kia. Ngon quá. Này nhá, ôm nhá, ôm nhá. Hết rồi nha. Nào ăn sáng chưa?
Dạ dạ. Trọt hả? Ngon à? À, đáp. Ô cái xì vậy? Ngon à? Chùm quá à? Chùm hổng mà hứng. Quẹt là chấp múc. Mình nhìn được quá anh nha. Ừ. Con xin chào mọi người, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Mọi Người lắm. Nếu thích là ký kênh ủng hộ hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Dạ, chào. Chào.